mình sẽ đi rửa đi được nhá. Đấy, cái này nó bẩn mình rửa đi. Thì còn cái này á là mình sẽ dùng cái đây, mình cầm tay như này, đặt tay như này. Đấy. Đấy, không là cái này nó bật vào mặt. Thì cái này nó rất là nhiều bụi, lúc đó nó sẽ rất là nhiều bụi. Đấy, và cái này là bụi 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 mịn ấy. Nó sẽ rất là độc hại. Đấy, mình sẽ phải rửa. Mình giấy vòi xịt nước ấy, mình xịt nó đi là được. Đấy, xong để khô nhá, để khô. Rồi. Tiếp theo này là cái màng này. Màng này mình sẽ lấy cái máy hút bụi kia của chị kìa. Đây này. Đây, máy hút bụi cầm tay như thế này. Mình bỏ cái này ra. Hình như nó có cái này rút ra đúng không? Đấy, mình bật nó lên nha. Đây là một đấy. Đấy là cái cách làm. Đấy. Thì cái này á là mình chỉ có hút bụi như thế thôi. Mình khi nào mà nó chuyển màu, nó thành kiểu như tắc thì mình mới phải thay. Còn bình thường thì hút bụi như thế là ok rồi. Khoảng 3 tháng một lần là chị sẽ phải làm thế. Nó có đèn báo không? Cái này có đèn báo. Cái này là cứ 3 tháng một lần thôi. Cái này không đèn báo. Thế còn cái này á là có đèn báo. Cái này là cứ khi nào cái đèn này nó nổi lên thì mình phải vệ sinh cái bộ trimmer này. Cái bộ trimmer này nó có cái tác dụng là nó như kiểu là cái vật muỗi hả chị? Là vật muỗi là điện áp giữa hai cái bảng điện cực của nó là 1000V, thì cái này là 6000V giữa hai cái này. Thì vi khuẩn virus nó chạy qua đây đúng không? Thì nó bị đốt cháy. Cái vết cháy nó vẫn còn, các cái vết cháy đây này. Đấy. Đây này, chị nhìn thấy các vết không? Đây đây. Đấy. Thì cái vết cháy nó vẫn còn đây. Thì nó có tác dụng đốt cháy. Cái thứ hai là điện áp ở đây rất là cao thì nó làm cái màng này nó bị nhiễm điện. Dẫn đến là bụi nó đi qua này là nó bị nhiễm chỉ điện trái dấu với nhau đúng không? Thì nó giữ bụi nó tốt hơn rất là nhiều. Nó lọc bụi mịn rất là tốt. Thì đấy là đặc tính của Daikin nó như thế. Đây là riêng Daikin là mới có cái này à? Mỗi Daikin có thôi. Hay công nghệ độc quyền của nó. Thế rửa xong rồi nhá, chị ấn nó vào này. Nó xong nhá. Ấn hết vào này là xong. Đấy, mình lắp cái này vào này. Để khô mới lắp vào nhá. Đấy. Rồi, xong là lắp cái này nhá, thì mình lắp từ trên xuống này. Dạ, như này là ok này. Đấy. Thì sau đó ở trên này là em đã việt hóa hết rồi này. Việt hóa hết nhá. Thì ở đây nó có nút bật nguồn. Nút bật nguồn. Thì ở trên này nó có cái đèn này quan trọng nút ion này. Ion này ở chỗ đằng này là nó có cái họng phát ion. Ion là nó có hai cái điện cực này thôi. Điện âm dương và điện âm cũng 6000V. Thì không khí nó giả sử như là độ ẩm là 70%, tức là 70% trong không khí là hơi nước đúng không? Thì hơi nước đi qua đây nó sẽ bị điện phân thành ion H cộng và OH trừ và nó phát tán vào trong không khí. Thì khi đó là gặp con vi khuẩn thì nó sẽ dụ như là ion H cộng thì nó sẽ kết hợp với OH trừ của cái con vi khuẩn đấy, nó là hợp chất hữu cơ mà là nó chết. Thì đấy là nguyên lý của nó như thế. Diệt khuẩn. Đấy. Thì thứ hai nữa là nó bám vào bụi thì làm cho cái hạt bụi đấy bị nhiễm điện. Thì nó sẽ bám, nó ngưng động luôn tại cái thành những cái vật nó gần nó nhất. Thì đấy là nguyên tắc của nó là lọc không khí bụi thêm vào đấy. Thì cái này ấy, ban ngày thì lên bật. Lên bật, nhưng mà khi đi ngủ thì mình tắt nó đi thì mình đỡ hít phải những cái thụ động. Đấy, nhưng mà ban ngày thì lên bật nhá. Đấy là cái nút này là quan trọng đầu tiên. Thế còn cái quan trọng thứ hai đó là cái các cái chế độ lọc không khí. Thì ở đây nó sẽ có 4 cái chế độ bằng tay. 1, 2, 3, 4. Đây. 1, 4 là chế độ to nhất, turbo. Còn hai cái đây là khử phấn hoa và tự động. Đấy. Thì đấy, nó đang chạy đấy. Chị nghe thấy chưa? Êm nhỉ? Thế này cực kỳ là êm luôn. Buổi tối cũng được đấy. Đấy, thì là buổi tối mình sẽ để như thế này để làm gì? Mục đích để chế độ tự động này nó như là một cái máy lọc không khí, à, máy đo chất lượng không khí cỡ lớn. Để khi mà phát sinh một cái gì đấy thì là nó sẽ đỏ lên và nó sẽ tự vào cái chế độ lọc không khí. Thì cái khi mà để ở cái chế độ này ấy, nó sẽ có hai, một tác dụng như thế. Tác dụng thứ hai đó là khi mình ngủ thì mình thở ra khí CO2 đúng không? Thì nếu mà không có cái luồng không khí như thế này thì nó sẽ, mình sẽ hít lại cái khí CO2 đấy. Thì cái này nó tác dụng là nó đẩy cái khí CO2 đi. Nó làm cho khí lưu thông mà. Thì đấy là cái tác dụng thứ hai của nó. Thì cách dùng này, cách dùng thì mỗi lần dùng phòng hoặc một ngày một lần, chị sẽ để ở cái chế, như phòng nhà mình đây khoảng 15m2 đúng không? Thì chị sẽ để turbo khoảng 30 phút như thế này. Sau đó là chị sẽ chuyển về chế độ tự động và để 24/24. Đấy là cách dùng thứ nhất. Cách dùng này là phổ biến nhất và dễ nhất. Cách dùng thứ hai này là chị để lên cái chế độ, cách dùng thứ hai áp dụng cho phòng nhà mình cực bụi
bụi nhiều, thì mình sẽ để tùy theo cái ngưỡng độ ồn mà mình chấp nhận được, ví dụ như là trung bình, đúng không? Nó khá là êm. Và như này là mình để 24/24 rồi, là để 24/24 đấy, hoặc là mình có thể tăng nữa này thì tùy, nhưng mà thường là đến ngưỡng này là ok rồi. Đấy, thì đấy là cách dùng thứ hai. Cách dùng thứ ba nhá, là chị để tự động này, sau đó là hàng ngày chị để 1 tiếng, mỗi lần bắt đầu dùng phòng chị bấm cái này 1 tiếng. Đấy, chế độ này là lọc tuần hoàn, tức là nó tăng tốc hết tất cả mọi cái tính năng của nó lên. Đấy, sau đó chị lại bấm lại là nghỉ. Đấy, đấy là 1 tiếng rồi. Đúng không? Cái chế độ này thì bật 1 tiếng xong. Thì đấy là hàng ngày mình sẽ dùng như thế. Thì đấy là cái chế độ lọc không khí nhá. Còn cái này thì mình không dùng, bởi vì cái này là cái chế độ tiết kiệm điện. Nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Bản chất cái này nó chỉ hết 4 đến 7 số điện là cùng thôi, nhưng không cần thiết phải làm này. Giá điện mình có 2.000 một số nên là cũng không cần thiết lắm. Mình tắt nó đi. Thì cái tiếp theo là cái chế độ này là chế độ bù ẩm. Bù ẩm này thì thường là mình sẽ để ở chế độ liên tục. Mình bấm này là có đèn đúng không? Tự động. Tự động là mình dùng trong trường hợp là phòng không bật điều hòa nhiều, bật ít thôi. Thì mình sẽ để ở chế độ tự động. Mùa này thì không cần. Cái mùa mà ẩm dùng này thì không cần. Mùa khô ấy. Đấy. Thì mình sẽ dùng chế độ tự động. Nhưng mà nếu mà phòng liên tục bật điều hòa, mình sẽ để ở chế độ liên tục. Đấy. Được chưa? Cái còn buổi tối nếu mà mình ngủ mà mình hay há miệng ấy, thì cái này nó có chế độ làm ẩm của họ. Nó sẽ tự cân bằng nhiệt độ và độ ẩm ở trong phòng, và nó sẽ bù làm cho mình đỡ bị khô họng. Thì đây là cái chế độ làm ẩm của họng của nó. Thì đây vì mình bật chế độ này nên là mình không cho nước vào này, nên là nó sẽ báo hết nước. Đèn này cũng là một trong hai đèn này sáng, thì cái đèn này nó sẽ sáng, đó là đèn thông báo. Ví dụ mình nhìn từ đằng này vào và nhìn từ trên xuống đấy. Đấy. Thì ở bên này nó có mấy cái đèn như này. Đầu đèn đầu tiên là đèn báo bụi. Đèn báo bụi. Đấy. Nó là chị cho em mượn một cái. Thế nó không báo nhỉ? Chưa, đã có bụi đâu. Mình lát nữa chị cho em mượn một cái tờ giấy, mấy cả một cái bật lửa, em sẽ thử luôn. Đấy, ai đã. Đấy thì nó sẽ có ba, đây là màu xanh, màu vàng, màu cam ấy, và màu đỏ, ba chế độ như vậy. Thì bên này là đèn báo mùi, ví dụ như là chị xào nấu thức ăn hay là chị lau nhà, lau sàn ấy, thì nó cũng sẽ báo mùi ở đây. Và đây là đèn báo độ ẩm. Độ ẩm này nó chỉ lên đến 70% thôi, bởi vì trên 70% thì nó không bù ẩm nữa, nên nó không có hiển thị nữa. Đấy, thì độ ẩm tốt nhất trong giải từ khoảng 40 cho đến 70 để nó phù hợp với cơ thể con người. Ở phía bên này nó sẽ có một cái thay nước. Đấy, mình đặt tay ở đây này, đặt tay ở đây, nó sẽ có cái nút này, đặt tay này. Đấy, thì ở đằng này á là nó sẽ, mình sẽ mở cái này ra và mình cho nước vào. Và cái nước này á là lấy nước sau lõi lọc, tức là nước lọc rồi thì nó không có cặn canxi và nó không có rớt. Đấy, sau đó mình vặn chặt nó như thế này, mình xách cầm này đi được. Đến đây mình đặt tay như này nhé. Cho nước vào đâu? Cho nước vào đâu? Đây, mở ra, vặn ra. Cái này vệ sinh được nhé. Đấy, vặn ra này. Cho ít thôi, cho nhiều. Cho đầy luôn, cho đầy luôn. Đầy cả cái bình này. Đầy luôn cả bình này. Được chạy được lâu. Đầy bình này, nếu mà bật liên tục mà bù ẩm liên tục ấy thì nó được khoảng 1 ngày hoặc 2 ngày. Là hết à? Là hết. Khiếp, nhiều thế cả. Nó, tại vì cái con này nó được 600ml 1 giờ. Thì cứ tính ra cái bình này 3 lít. Đấy. À, thì cái bình này là bình để mình cho nước vào. Vâng. Thì cái này là cái mình sẽ đặt. Đây mình xách như này đúng không? Cái này nó sẽ rất là nặng, mình sẽ đặt như này nhá. Đặt tay này, nhả tay ra là tự nó nhảy vào. Đấy. Thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đi vệ sinh hàng tháng, mỗi tháng một lần ấy. Thì ở chỗ này này, đây này. Đấy, nhấc nó ra đi vệ sinh. À, cái này á là mình dùng vòi mình xịt. Xịt nước à? Xịt nước. Có thể nhấc cái này ra. Đi xịt. Đi xịt nước. Đấy, thằng đó mình đặt nó vào này. Đó, mình đặt nhá. Cái này đó, nó có to và nhỏ này. Mình phải đặt đúng vào cái khe này của nó nhá, thì mình quay này nó mới quay được. Cái đấy là cái vòng quay thì nhé. Cái này cái guồng nước. Cái guồng nước này nó có mỗi cái này nó có một cái gáo nước này. Đấy, mỗi lần đi đây là nó một gáo nước nó đổ lên cái này. Làm cho cái này nó ướt hết. Đây mỗi lần quay nó có một cái gáo nước này. Đấy, đấy. Đấy như cái guồng này. Đấy, thế là nó chỉ quay nước ở trong đấy thôi. Ờ đúng rồi. Thế là nước ở trên này nó như cái bầu cho gà ăn đấy.
nó dựng ngược lên đấy. Mà nước nó không bắn ra ngoài. Nó không bắn ra ngoài. Nó nhỏ thôi, tỷ lệ nó nhỏ thôi. Thì nó cứ đổ nước lên đây. Thì nó tùy theo nhanh liên tục hay gì, nó sẽ tốc độ quanh nó sẽ nhanh hay chậm. À, đấy. Nếu mà tốc độ quanh nhanh thì nó đổ nước vào đây. Ví dụ cái này 1 tiếng thì hết bao nhiêu số điện? 1 tiếng, cái này tính trong theo tháng đi. 1 tháng thì hết 4 đến 7 số điện là cùng. Ít thì thường. À, thằng này em làm chuyển nguồn hết trăm rồi. Dạ vâng, vâng. À, ở đó điện 110. Này, máy, con máy này như anh nghĩ mẹ 100% nó mới thế nhỉ? Đâu anh phải đóng đánh nước này. Đây, đây là máy hàng cũ đấy. Ừ, anh hiểu rồi, tức là mình về em đánh lại trang gala các thứ ngoài vỏ thì nó bẩn thôi gì, chứ còn máy móc của nó... Thực ra là bên trong nó như mới. Ừ. Còn bên ngoài thì do nó vận chuyển mới là hai vận chuyển thì nó xước chát thì nhìn, nhưng mà đây là những cái con máy em làm ấy thì thường em đi chọn. Nên là em rất là kỹ tính. Đúng rồi. Nên tức là cái này em cũng phải về, tức là không phải là lấy lố về mà em đi không, xuống không, em chọn. Không, em lấy lố, em đi chọn. Chứ còn nếu mà lấy lố thì dạo thì không, nó không được như này. Thì đấy, ví dụ đấy làm sao là như mới này mà. Của em là chuyên về cái món này, cái loại nào đó. Em có đủ các loại, nhưng mà em chuyên về máy lọc không khí bởi vì Daikin nó vẫn là hãng đẳng cấp nhất cho đến thời điểm hiện tại. Chưa có hãng nào có lọc bụi mịn như Daikin. Dẫn đến là em chỉ có làm Daikin thôi. Chứ còn em trải nghiệm tất cả các máy ở trên thị trường rồi em chưa thấy hãng nào không lọc ý hơn. Như là em làm dùng có mỗi cái lọc không khí, có cái máy gì khác không? Có, em có làm tất mà. Thì ra review chị khoảng máy giặt chị vừa mua ra cũng được. Review quá ngon luôn, em còn chuyển cả vào trong lan kìa. Anh ấy đang bắt em chuyển vào. Anh mua máy lọc không khí rồi, bây giờ lại bảo mua tiếp tục mua máy giặt nữa. Còn mình cứ bảo tốt các thứ ấy thì bọn anh ấy thì bọn anh ở đây thì em thôi để cho anh hướng đấy, dẫn nốt thì em hướng dẫn nốt nhá. Thì đấy là cái chế độ làm ẩm nhá, thì đã ok rồi đúng không? Thì nếu mà mình không dùng nữa thì mình ấn nút phát nữa thì nó tắt đi. Tắt này là tắt chế độ làm ẩm đi. Thế còn bên này á, là nếu mà buổi tối mình ngủ á, mình thấy sèn nó sáng quá thì mình tắt nó đi. Tắt này đi, bật nó lên. Đấy. Còn bấm giữ này, 3 giây. Thì nó vào cái chế độ khóa trẻ em. Không có tác dụng gì nữa. Bấm giữ này nó lại mở lại. Đấy. Hết rồi, nó chỉ có thế thôi. Thì đây, đấy là cái hoạt động cũng như là cái... Còn cái vị trí để thì mình sẽ để cái máy này ở cái vị trí mà nó phát sinh ra bụng, có khả năng phát sinh ra bụng. Ví dụ như cửa ra vào là 1 này, cửa sổ là 2 này. Đấy là hai vị trí mà phát sinh ra bụng, còn ngoài ra trong phòng không có chỗ nào phát sinh ra bụng được. Đúng không ạ? Thì mình sẽ để, ví dụ như cửa chỗ này, phía kia mà không có cửa sổ thì mình sẽ để ở chỗ vị trí chỗ đằng này. Đây. Đấy, như còn như nhà mình thì để ở vị trí chỗ cửa đây. Đấy, hoặc là cửa đây. Đó. Nhưng mà cái này thì phải đóng phòng đấy này. Bình thường cái này nó sẽ tạo ra một cái luồng không khí tuần hoàn ở trong phòng. Dẫn đến là nó nếu mà bị ngăn tường như thế này thì nó bên ngoài nó cũng không có tác dụng gì cả. Đấy, nên là còn nếu mà mình đóng phòng không quan trọng nhé. Quan trọng là trong cái không gian của mình sử dụng. Chứ còn nếu mà mình mở cửa sổ hay mở cửa trùng đi ra ngoài ấy thì như vậy thì lọc cả thế giới thì cũng hiệu quả. Nôm na là mình phải đóng cửa. Hoặc đóng cửa thì... chính. Chứ còn trong phòng của mình thì thoải mái. À tức là trong phòng thông phòng thì không nói gì. Thông phòng không anh nói là cái cửa ra cửa vào. Cửa ra vào để thật ra cũng ra đúng ngoài kia là phải đóng. Màng lọc của mình nhanh hỏng thôi chứ còn nó cũng cái vẫn cửa sổ mà. Cũng phải đóng à? Ừ phải đóng. Đóng mình thì ra khoảng 3 cm để lấy oxy. Ừ. Đấy. Ừ thôi. Lấy khoảng 3 cm thôi. Đấy, đấy là cái mà em đã làm và đo bằng máy đo khí CO2 đấy. Và cái này thì thời tiết thế nào thì chạy? À, thời tiết thì độ ẩm từ 80 hắt xuống thì mình bắt đầu bật máy này. Trên 80 thì mình nên tắt. Bởi vì trên 80 độ ẩm ấy thì nó sẽ làm ẩm cái màng HEPA và nó sẽ phát sinh mốc. Mốc và như thế nó phản tác dụng. Thì đấy là độ ẩm trên 80 mình nên tắt đi. Còn còn bình thường thì mình nên bật 24/24. Đấy, thế còn như độ ẩm như này thì là tắt. Đúng rồi, nên độ ẩm mà ẩm như nhà mình thì lại không đến 80. Nó có báo độ ẩm đấy không? Có, đây nó báo độ ẩm đây. Thì đây là trên 80 rồi. À, nó kịch rồi. À. Đấy. Thì bây giờ anh có bật lửa ở đây không? Trên anh hút thuốc không? Trên 80 không, anh không hút. Thế anh chưa bật lửa cũng được. Trên 80 thì coi như là không phải bật đúng không? Đúng rồi ạ, thì lên tắt. Thì lúc khi đó mình sẽ dùng máy hút ẩm để mình làm hạn chế cái độ ẩm trong phòng của mình thì đấy. Đây em nhìn thấy cái này nào.
Ở đây giấy á, đây đây. Đây. Em sẽ test cho anh ví dụ đằng này nhá. Nếu mà mình sẽ để như thế này đúng không? Chậm sẽ ở đây cho gọn. Nhưng mà thường ấy mình sẽ để cho hai bên cái cửa gió này nó thoáng. Mình để sát vào tường như này sẽ để như thế nào? Cách một tí cho nó thoáng nó hút. Đấy, nó như thế này là nó đẩy khí lên như này đúng không? Thì nếu mà trong trường hợp mà phát sinh ra đây là bụi mịn. Đây này, lát nữa em như thế này. Ui, cái này nữa. Đây, ví dụ như này. Như thế này được coi là bụi mịn đúng không? Đấy, nó đang để hơi xa này. Bình thường nó sẽ tạo ra một cái luồng không khí mà lưu thông ấy.